10 cây vậy? 10 cây vậy? Em thử. Ông nội có bảo cái gì vậy nè? Ông bảo một tạc quá. Kiss for you. Hello, chào anh em ha. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Thì hôm qua Ngọc Công có ghi nhà mình các bạn. Bây giờ vẫn còn đăng. Thì bây giờ mình quyết định làm một cái clip đó là coi Ngọc Công nha các bạn. Mình sẽ đi mua bánh mì. Và mình về mình sẽ nhét sạch ấy ở ngũ tạng vào trong nha các bạn. Mình kêu Ngọc Công nhảy anh để thử mà mặn trôi nè. Mời các bạn xem clip Toàn Ngọc Tôn thì như nào á. Ok, bây giờ mình sẽ vô rủ Ngọc Tôn đi ăn sáng nha các bạn. Ông đang ngủ trong phòng này. Ê, đi ăn sáng không? Ừ. Em đi ăn sáng không? Xin giờ chứ thôi. Mệt. Quê làm ồ ngủ. Hả? Làm ăn đi em. Và em gì mua về chị em. Không đi hả? Vậy anh mua bánh mì nha. Rồi. Ok, bây giờ ông nói ông ngủ, ông không có dạng bạn. Bây giờ mình sẽ thêm bánh mì. Bánh mì rồi thì vậy mình bỏ một đạt vào, bỏ một đạt vào để vào về ngủ giờ chưa nắng chưa dậy thì mình sẽ thôi ăn bánh mì. Bánh mì màu trắng các bạn. Ok, hiện tại mình đã tới nơi mua bánh mì rồi các bạn. Rồi mình sẽ mua một cái bánh mì. Sau đó mình về mình sẽ ép vào các bạn. Tại vì nãy rủ Ngọc Tôn đi ăn sáng thì Ngọc Tôn nói là đi mua dùng bộ bánh mì, còn mình sẽ ăn ở đó các bạn. Nên anh ổng không có nghĩ là mình sẽ coi ổng đâu ha. Cho một giỏ để thứ ai về chứ đòi đủ nha. Nhiều ớt cây vậy. Có đâu mua hôn mì. Hôn mì về. Chị đã bán bánh mì lâu năm các bạn. Ở ngay chỗ thị trấn Bình Dương nha. Đang đi xuống mua bánh mì về cho anh bạn. Đó. Nói chị bỏ ớt thì nhiều nên chị nói bỏ ớt thì nhiều các bạn. Một cái thôi nha, để cho bớt. Ê, bỏ nhiều đi. Hai cái luôn. À, bỏ đi. Thì cứ bỏ nhiều luôn, càng nhiều mình đúng rồi. Rồi đấy, bánh mì rất là ngon nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mang về nha các bạn. Mang về cho Ngọc Tôn. Sau khi mà đi mua bánh mì thì bây giờ về ăn sáng bánh mì giờ về các bạn. Mới vừa về luôn á. Đây, đi cho các bạn đài bánh mì này các bạn. Đó, bánh mì này nha. Bây giờ mình sẽ vô lượm mù tạt và mình bỏ vô bánh mì. Để mình vô coi thử ông dạy chưa. Chắc chưa dạy đâu, theo mình nghĩ là chưa dạy. Tại sáng mình đi ăn sáng trước thì ông dặn bánh mì. Cái quả là bánh mì mình mua về rồi. Giờ mình sẽ nói mù tạt các bạn. Đây, đây mù tạt các bạn. Ông chưa có giỏi. Giờ mình sẽ mua về. Giờ mình sẽ bỏ mù tạt vào. Đây các bạn, bánh mì này 31 Đông Đa, thành phố Quy Nhơn. Nhưng mà cái này bán ở Bình Dương các bạn ơi. Trét mù tạt vào. Hai mù tạt. Thử xem khi mà ăn mù tạt vô thì như nào nha các bạn. Mình sẽ mình trét trước một tí nữa mình sẽ
nãy mình mua, mình yêu cầu bỏ nhiều ớt vô. Các bạn ơi, nhìn mẫu này rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ bỏ một tạt vô. Mình sẽ cài một cái góc máy ảnh, đợi kêu ông ra xúc miệng xong mình sẽ đưa ông ăn nha các bạn. Ê, dậy sáng đi. Sáng đi mua ăn luôn mà về kìa. Ngủ gì nãy giờ thì chưa dậy. Vậy lại xúc miệng đi sáng. Xúc miệng ăn luôn mà về sáng kìa. Trời không biết nữa. Hôm nay dạy cơm nó ban cho bé nếu mà. Ê, xong miệng ơi. Giờ trôi xong Ngọc Tu đấy, bánh mì bốn tạc bốn một tạc không không nha. Mè quò hấm nhặt hò mẹ tụi bánh mì mình định mà cay vậy chứ. Bộ hồi kiếm thư khen ông nội tao lạc lét không. Cuối cùng mình đã lừa được Ngọc Tôn nha các bạn. Bây giờ ói mửa luôn. Bộ đeo dạ dày mà ăn đó chết hơn luôn. Bánh là tôi cao lại.
Như vậy là mình đã trôi thành công bánh mì mù tạt nha các bạn. Tại ông ngủ ông lười đi ăn thì đây đã trôi thành công đây bánh mì. Đây lại dùng lên nước đá uống nha. Chịu không nấu. Ngày trôi vui thôi nhưng mà thành công các bạn. Mới trôi lần đầu. Đó, ông phải chích nước đá cho liền. Thôi uống đi, kiếm gì ăn. Ok. Như vậy là video trôi Ngọc Tôn của mình đến đây là kết thúc á. Nếu các bạn thấy video này hay hãy cho tôi một like và một share để ủng hộ kênh của tôi á. Bye bye. Mình cũng đã xong các bạn. Tụi bây giờ ăn được hay không mà một wonder này. Vô tanh. Đâu. Khiếp. Vô đây. Mình đây, tôm ra các bạn. Mày là to vậy. Cô cho mửa. Chắc cũng phải 2 miếng này chứ 1 miếng. Đây các bạn, mời các bạn nha. Rất là ngon. Đây, mời anh em nha. Mà anh em nha. Dứt. Wow. Mẹ này. Ôi trời ơi, tiêu không?